Welcome tất cả anh em trở lại kênh DHVG của mình hôm nay. Lại tiếp tục với game 3Q Chị Hoàn Sư thì video mình sẽ hướng dẫn anh em xây dựng đội hình chuẩn ra đầu. Cái này chủ yếu là hướng dẫn qua cho anh em cày chay với lạp đầu. Còn anh em mà lạp thì chỉ cần chú ý cho mình quan vú thôi. Quan vú cộng tiểu kiều đều ngon hết. Về phần tướng thì nó sẽ chia ra làm hai loại. Một loại là đi thủ tháp, loại thứ hai là PK66. Để mình vào chiêm mộ nó dễ đi. Về phần tướng đi map, lúc đầu game anh em chú ý cho mình tướng cam, quan ngân bình. Anh em có xem video trước, mình test ác 106 triệu, bạn top 1 liên server hiện tại. Xài quan bình đi map vẫn cứ 10 thôi, mặc dù full tướng kim 7 sao. Cho quan ngân bình vào đi map vẫn MVP. Đấy là lực chiến trên 100 triệu, full tướng kim 7 sao. Và hiện tại bây giờ anh em cấy tra tướng kim chỉ có 0-1-2 sao thôi. Nhiều anh em mà xui như lạc này là chỉ có 0 sao thôi. Quan vũ là quay xong mốc 670 ngày đầu, còn là tiểu kiều là nhận đăng nhập ngày 7. Tính ra game này đi map thì cũng không nhất thiết anh em phải dồn quá nhiều, chỉ cần sao tương đối là ok thôi. Và chắc chắn là sao càng cao thì đi càng ngon, nhưng mà nó không ảnh hưởng quá nhiều vào đi map. Game này mình thấy chủ yếu là anh em tối ưu tài nguyên, anh em áp lực chiến lên. Như thế kể cả tướng không sao một sao anh em đi map đều mượt hết. Mà đi map có ngân bình rồi, nên là về phần tướng anh em không cần chú trọng quá nhiều. Nên là lúc đầu anh em chỉ cần chú ý cho mình về PK66 để dồn đấu game. Nếu mà về phần tướng mình thấy anh em có thể dồn 3 tướng. Đầu tiên là Trương Liêu. Trương Liêu này đi map khá đuối, nhưng mà map có ngân bình rồi không sao. Anh em dồn Trương Liêu BK rất là ngon. Còn ở bên thuộc thì anh em chú ý cho mình Má Siêu. Má Siêu này đêm đơn, nhưng mà nếu anh em mà dồn cao, cover với team nó xuyên từng con một rất là ngon. Khi mà anh em dồn xong con đầu tiên, mình thấy anh em dồn Hoàng Trung là mượt nhất. Hoàng Trung này về sau khi mà anh em dồn con cao nó bắn rất là tít luôn. Còn về BK nó cũng được. Tính ra anh em mà dồn bác Hoàng Trung, BK chắc chỉ kém hơn Trương Liêu với Ma Siêu thôi, còn lại nó đều ok hết. Còn bên Ngô thì hiện tại bây giờ bình thường em ơi, bỏ qua bên Ngô. Còn bên quần này chủ yếu là đi map. Tiếp đến anh em chú ý cho mình mấy con support PK66. Đầu tiên là con Búp Thái Văn Cơ, thứ hai là con Cầm Lặng Pháp Chính. Đây anh em chỉ cần chú ý cho mình hai con cơ bản này thôi. Còn về đi map, bên Ngụy thì Hào Đôn cộng với Tào Nhân, anh em đi map đều được. Hai con APK cũng tạm ok. Giả hủ anh em mà quay ra nhiều đi map cũng được. Còn bên thục thì anh em chỉ cần chú ý cho mình Hoàng Trung thôi. Nhưng mà Hoàng Trung này chủ yếu là tầm nửa tháng trở lên, lúc đầu game thì đi map nó cũng bình thường. Còn bên Go anh em mà quay ra nhiều con tướng nào sao cao, anh em cho vào đi map nếu mà đêm to anh em xài ấy. Kể cả tướng cam hoặc cái cũng vậy. Còn bên quần thì anh em chú ý cho mình Hàn Toại cộng với Ban Sú. Nếu mà ra nhiều trương giáp anh em đi map cũng được. Trương giáp này ở cái kỹ năng, đầu tiên là kỹ năng 3 này, nó sẽ gây 250% sát thương lên tất cả cái trong phạm vi hình tròn. Còn về kỹ năng thứ tư, nó sẽ giáng 19 tia sát thương mỗi đoàn gây 100% sát thương phép. Tức là nếu mà dùng một con thì tính ra kỹ năng này cũng được em ơi. Nhưng mà về sau mình vẫn đánh giá Hoàng Trung ngon hơn, nên là về trương giác anh em cũng không cần ưu tiên quá nhiều. Đi map chỉ cần chú ý cho mình con quan ngân bình bên thục thôi. Kể cả anh em chơi một tháng hay là lửa năm, quan ngân bình vẫn ok. Mà về sau mình nghĩ game này chắc là sẽ có lưng tướng, mà không biết là tướng cam có được lưng không. Mình nhớ trước chơi một game dạng như này, tướng cam được lưng lên đỏ, tướng đỏ được lưng lên kim. Hy vọng ở game này về sau có. Nếu mà về sau có, chắc là mình sẽ lên ngân bình không ơi. Ngân bình về sau anh em lên 50 triệu hay 100 triệu đi map. Nói chung là mấy cái thủ tháp đều ngon hết, chỉ có PK đập phế thôi. Đây như arc này hiện tại dồn Má Siêu 7 sao lúc đầu, xong rồi dồn Hoàng Trung, giờ đang dồn Pháp Chính cộng với Đôn Trột. Pháp Chính này chủ yếu là anh em PK66
Nó đêm toàn bộ địch. Mỗi cái địch có 15% cơm lặng hay ập. Game này PK quái mà dùng cái lăng nó đêm rất là to. Đêm đơn, đêm 2, đêm 3, thậm chí là đêm toàn đều to hết. Nên là nếu mà cơm lặng được thì chênh đầy khá nhiều. Chưa kể khi anh em lên vũ khí đặc quyền 2 sao tăng thêm 5% cơm lặng. Và lên 5 sao tăng thêm 5% nữa. Tổng cộng là 10%. Anh em lên cấp 5 là 25% cơm lặng. Rất là ngon anh em mà chú ý. Bình thường PK thì anh em cứ xài tiêu chính đi. Khi nào đi map anh em chỉ cần chuyển con chính sang con người mình thôi. Đây mình test thử một lần cho em xem. Mình sẽ đi map thử cái team này. Hiện tại hết thì là rồi cho mình sẽ đi tinh anh. Đây mình sẽ đi luôn cái map này. Lực chiến vườn nhanh 5.922k. Giờ mới có 4.376k. Và đi map mấy con như là Táo Nhân, Hào Đôn, Hàn Toại. Anh em cố gắng xếp ở chỗ nào mà quái đông nhất. Mà quái đông chủ yếu là ở đầu hẻm em ơi. Còn Văn Xú cộng với Hoàng Trung, anh em cứ xếp chốt sổ ở hàng sau. Đây nha, mình sẽ đánh một trận cho anh em xem. Được xem auto vào. Mấy con này phá cái lăng bốt cho mình là sẽ tắt auto đi. Ok, lên luôn. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Ok, xong trái mày. Đây đêm cũng được 70%. Đây cho anh em xem luôn tổng sát thương. Mà siêu dồn chắc chắn là đêm nó cũng khá nhiều rồi. 10k quan vũ đêm 5k9. Hoàng Trung 5k6. Hoàng Trung này mà dồn công cao đêm rất là to. Nhất là bắn bôi em ơi. Ok nhá. Giờ mình sẽ chuyển sang ngân bình. Xem có khác không. Đây con ngân bình này. Ngân bình này mình nhớ nó có duyên công là của Lưu Đinh Khởi phải. Giờ xem Trương Liêu duyên gì à. HP HP. Đây cho Má Siêu vào. Mã siêu này được cái là kỹ năng rộng, anh em để phá chiêu khá là ngon. Để mã siêu cho mình xé tay Trương Phi đi. Đây nha anh em chú ý tổng sát thương này. Anh em thấy gì chưa? 24 triệu, quan vũ đêm 6 triệu. Nói chung là đi map thì anh em chú ý cho mình ngân bình. Về sau anh em có lên 50 triệu hay là 100 triệu chiến thì đi thủ thao này vẫn cứ ngoan mày. Đấy video này anh em chú ý cho mình về phần tướng. Thôi ok mình xin dừng video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.